hàng về các bạn ơi, hàng về nha. Đây, xi nhan 81, xi nhan sao 81 nè. Hàng Thái nè, cho anh em lên xe nha. Hồi bữa mình có review rồi các bạn. Tại giờ hàng Vinh không có này, mình chơi cặp Thái các bạn. Y chang như Vinh luôn. Thay cái chụp Vinh vô nữa là bá cháy bồ chét luôn nè. Mấy trăm ngàn, một cặp thôi. Về được 5 cặp nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cặp. Với lại về inox Charlie, hồi bữa giờ cục hàng. Bữa giờ anh em nào mà đặt hàng á, gọi điện lại giùm nha. Tại nó không có hàng nên mình cũng không dám nhận cho anh em luôn. Đó. Về inox này, cho anh em lên xe Charlie nè, Dash nè, Monkey nè. Đó, sexy tóc các bạn, siêu đẹp luôn. Anh em nào mà lên xe Charlie độ là gắn cặp này thôi. Bao hết bài luôn. 5 cặp nha. 5 cặp Charlie nè, 5 cặp xi nhan nè. Vì có nhiều hơn các bạn, đặt nhiều mà nó làm không kịp. Hàng về còn cũng có mấy cặp này thôi. À, anh em nào nhanh tay thì hốt nhanh nha, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha anh em.